xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài BC với chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay. Và giờ này xin mời quý vị theo dõi phần 2 của chương trình. Thưa Thầy, vừa rồi Thầy đã giảng về thân kiến, cũng như là con đã học qua là nhiều yếu tố trong cuộc sống này thì mình cũng cần một cái tâm từ bi, cũng như đi chung với trí tuệ và học thức để có thể hiểu biết hơn, và từ đó cái tâm từ bi mình có thể từ từ được thấy, phải không Thầy? À, đúng vậy. Dạ. Vì cái trí tuệ nó rất là quan trọng. Nếu mà cái đời sống của chúng ta mà không có trí tuệ đó thì nó dễ đưa dẫn chúng ta đến những cái khổ đau, thất bại, từ cái việc mà trong đạo cho đến ở ngoài đời. Cho nên cái trí tuệ, thưa quý vị, dù là ở bất cứ cái lĩnh vực nào, nó đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. Thiếu trí tuệ thì chúng ta sẽ không thể giúp cho đời sống của mình thanh hoa được. Dạ. Tiếp tục con xin Thầy giảng về biên kiến cũng như là một trong năm kiến giải, thưa Thầy. Cảm ơn cô Nhật Phúc. Trong cái tà kiến đó, trong cái gọi là ác kiến đó, thì nó có thứ nhất là thân kiến, thứ hai là biên kiến. Biên kiến là gì? Biên kiến có nghĩa rằng là mình thấy một bên, có thể là mình chấp thấy một bên, cho nên mình chấp một bên, chấp thường đời sống này là thường hành bất biến, đời sống này là vĩnh hành, hay chả là mình chấp nó là đoạn, nó chết rồi thì hết, không còn cái gì đằng sau cái chết, trút hơi thở cuối cùng là chấm dứt mọi sự. Cả hai đều hoàn toàn sai lầm. Cho nên Đức Phật dạy đừng để cho những cái ý thức của chúng ta nó rơi vào cái tình trạng chấp thường hay là chấp đoạn. Biên kiến tức là chỉ thấy một bên thôi. Cứ lấy một cái thí dụ, bây giờ chúng ta đứng ở bên này cái vách tường, chúng ta chỉ thấy bên này cái vách tường, còn bên kia vách tường là gì? Chúng ta không thể thấy được. Không thấy mà chúng ta chỉ chấp sự việc nó chỉ gồm có những cái gì ở bên này vách tường. Mình phủ nhận tất cả những cái điều mà nó đang có mặt ở phía sau vách tường. Như vậy thì cái nhìn của mình đúng không? Theo cô Nhật Phúc thì cô thấy sao? Dạ, nếu vậy thì cái nhìn của mình chỉ biết ở một bên thôi, không đó. Biết được cái bên thứ hai như sao. Đấy, đó, cho nên nó phần lớn là chúng ta chấp một bên. Ồ, cái biết của mình như vậy, ai nói cái gì cũng không thể thuyết phục mình. Không, tôi không thể chấp nhận. Tại sao? Bởi vì tôi chỉ thấy như vậy mà. Thì chẳng khác nào cái người mù. Người mù á, họ bởi vì họ không thấy những cái đóa hoa đẹp, nào là hoa cúc, hoa thược dược, hoa sen, hoa vạn thọ, đẹp vô cùng. Nhưng mà có ai đó nói, ồ, trước mặt bạn có những cái đóa hoa rất là đẹp, có những cái mùi vị rất là thơm. Nhưng mà họ nói không, tôi không thấy gì hết rồi, tôi không tin. Dù họ tin hay là không tin, dù họ thấy không thấy, sự thật vẫn là sự thật, phải không? Cho nên không phải là không thấy mà không có. Có những cái mà cái khả năng thấy của mình không thể thấu đạt, cho nên mình không thể nhìn thấy được. Chẳng hạn như bây giờ trong người của chúng ta nó có nhiều cái loại vi trùng, mình đâu có thấy, nhưng mà khi chúng ta đi khám thì chúng ta mới biết có những cái vi trùng này, vi trùng kia, nó đe dọa đến cái sự sống của mình. Nhưng mà mình cũng tin, tôi mạnh khỏe quá mà tôi đâu có thấy có cái triệu chứng gì gọi là có những cái loại vi trùng vân vân và vân vân. Thì cái đó là cái chấp gọi là biên kiến. Cho nên muốn đoạn trừ khổ đau, muốn có được một đời sống thật sự hạnh phúc an lạc thì mình phải chấm dứt cái gọi là biên kiến, nhất là chấp vào cái sự thường hành hay là cái sự đoạn tuyệt. Cái đó nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Rồi cái thứ ba là gì? Tà kiến. Tà kiến mình mới tính gì đó, thấy cái gì mình cũng tin vào hết, mà
có một ai đó, một cái bậc minh sư nào đó chỉ điểm nói rằng à, cái này không phải đâu, này là mê tín dị đó, không nên chấp vào đó. Mình không chịu. Mình thấy rằng ô, có cái ma này, ma kia, có cái người này ở giữa, có người kia ở giữa, ở chùa Diệu Pháp có nhiều người đến nói bạch thầy, ban đêm con ngủ không được, con nghe có con ma nó tới, nó nói, nói trong cái lỗ tai, con sợ quá. Rồi con đi ra ngoài chợ mà bị ai yếm bùa bỏ ngã, cho nên bây giờ đầu óc của con nó sao đâu, nó không tỉnh táo, nó vật vờ mà nó đầy dẫy cái sự sợ hãi, bất an. Bây giờ làm sao đây? Bị ám ảnh. Nếu là một người có một cái nỗ lực vững chãi do cái sự thấy biết như thật thì không có ma, không có bùa, không có ngải gì có thể ảnh hưởng mình, chi phối mình được. Do mình quá yếu về cái vấn đề tinh thần, tâm thần bạc nhược, cho nên ô, cứ nghĩ là người ta bó bùa, người ta bó ngải, người ta thư, người ta yếm, hay giả là có con ma này, ma kia nó nhập vào. Thực tế ma là ai? Mình nó là ma. Nếu mà mình sống một cái đời sống vô minh, sống một cái đời sống mà nó kêu là ma quái, phải không? Không có thánh thiện thì mình cũng là một con ma. Mà con ma nó cũng đang có mặt của mình. Ma gì? Tử ma, phiền não ma, ngủ ấm ma, phải không? Nó đang có mặt trong đời sống của chúng ta. Cho nên nếu mà mình không có nhận diện ra để mình trừ những cái loại ma đó, mà mình chỉ lo những cái loại ma chó, ma sỉn, ma lê, ma gì đó, thì cuối cùng cuộc đời của mình nó trở thành vô nghĩa. Không biết là cô Nhật Phúc có khi nào thấy ma chưa hay sao? Dạ, con thì cũng chưa bao giờ thấy ma, mà con nghĩ cái tâm con cũng yếu hay sao mà cũng tin ma và cũng cũng nghe chuyện ma, cũng vẫn là có thể sợ. Dạ. Cũng là gọi là tà kiến thôi không hả? Nhiều người đó, nhiều người bị rơi vào cái tình trạng đó. Rồi mê tín gì đó, không phải cái này cái kia, kể cả một số điều. Dĩ nhiên có những cái mà nó tốt, nhưng mà có những cái chúng tôi có kể một cái câu chuyện cách đây khoảng mấy năm, cũng trong cái chương trình Sống Đời Sống Phật. Một anh chàng rất là mê tín dị đoan, tin tưởng tuyệt đối vào ngày giờ tốt xấu. Cho nên một hôm nọ đó, anh đi hỏi một cái người thầy bói. Người thầy bói nói ồ, ngày mai là cái ngày rất là xấu, đại kỵ, anh không được bước ra khỏi nhà. Anh nghe như vậy anh tin quá, cho nên ở nhà anh, nhà thường là anh đi làm thì cái thời giờ nó trôi qua rất nhanh, nhưng mà ở nhà một mình thấy buồn, cho nên là nấu chè, nấu xôi, nấu khoai lang, anh nó nổ mà nó đau bụng, nó đau bụng. Mà ngày xưa đó thì người ta kêu là đi đồng, chứ không có cái nhà vệ sinh ở trong nhà. Muốn mà đi nhà đi vệ sinh thì phải ra ngoài ruộng á, ra ngoài bờ ruộng, ngoài bờ rừng á. Thì trên đường mà anh đau bụng, nhưng mà không dám bước ra khỏi nhà để mà giải quyết cái sự đau bụng. Đến nỗi mà khi mà đau quá anh không có ráng được nữa, thì anh lật đật anh chạy, nhưng mà chạy cũng không kịp. Đến trước cái cổng của cái gia đình mà họ đương chuẩn bị để làm đám cưới, thì anh ngồi đó anh giải quyết cái bụng. Thì người ta mới hiểu lầm, người ta nói cái anh này là anh xấu bụng, tại sao hôm nay mình trang hoàng, mình dọn dẹp nhà cửa cổng cho nó đẹp để mà chuẩn bị đám cưới, mà anh tới anh giải quyết anh xả đây. Cho nên người ta chửi, người ta rác coi, người ta rượt đánh, thì anh lại càng tin hơn. Anh nói đúng rồi, cái ông thầy bói ông nói đúng quá, nếu mà mình ở trong nhà thì đâu có chuyện bị đoàn như là đó, đại khái vậy đó. Cô Nhật Phúc nghe câu chuyện đó hiểu không? Tức là do không phải là do ngày xấu, mà do mình, phải không? Mình tin vào cái đó cho nên mình đã biến mình thành nạn nhân. Thưa thầy, thầy đã giảng về thân kiến, biên kiến và tà kiến rồi, thì có giới thủ kiến và kiến thủ kiến nữa, thì con hy vọng những show tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục về để giảng cho hết.
Dạ. Dạ đúng. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Chúng tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật trong những giây phút vừa qua. Nếu có những thắc mắc hoặc nhu cầu tâm linh hoặc ý kiến muốn đóng góp cho chương trình, xin mời quý vị cứ hoan hỷ liên lạc đến chu điều ngự số phone là 714-890-9513 hoặc đến chu diệu pháp ở số phone 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu nhưng